Chào bé Nhí. Dạ, chào. Thì hôm nay anh cũng đến thăm em nè. Thì mấy ngày nay em sao? Khỏe không? Dạ em khỏe, cảm ơn anh. Anh khỏe không? Khỏe. Dạ. Anh thấy em vui cười quá nè. Dạ. Từ khi mà có mấy anh nè chia sẻ lên mạng đó, rồi những cái có cái những cái bình luận mà không tốt về em đó, thì em có buồn không? Dạ không, tại vì em cũng có coi những kênh này kênh khác rồi cũng có đọc bình luận cho nên mình cũng biết chứ. Thì anh cũng có xem nhiều cái bình luận, là bình luận cũng thì cũng có nhiều người này người nọ gì đó, nhưng mà những cái bình luận tích cực về em thì cũng rất là nhiều. Dạ nhiều. Anh thấy anh là, rất là thương em. Anh thấy là những cái bạn trên mạng á là bình luận là nói là em rất là dễ thương. Dạ. Hiền. Dạ. Là xinh gái. Nhất là biết cái gì không? Làn da rất là trắng. À đúng rồi. À thấy chưa? Làn da thì rất là trắng, rất là nhiều người mà mơ ước được như em luôn á mà không được đó. Theo em thì cuộc sống hiện tại giờ em có theo em nghĩ cuộc sống của em như thế nào? Bây giờ em có em cần muốn gì thêm không? Hạnh phúc rồi. Mơ ước thì em cũng có mơ ước chứ. Em mơ ước cái gì em có thể chia sẻ cho mọi người cùng xem không? Cho khán giả nghe biết luôn. Tại vì bây giờ nhà của em thì cũng sắp là dọn trả cho người ta rồi. Qua wow, sao em? Rồi cái mơ ước làm sao em có thể chia sẻ thật em, tình coi. Cái nguyện vọng em là có một cái số tiền để mà cái nhà này là mình sẽ đi dọn ra ngoài sau rồi, tại vì sắp trả đất cho người ta. Ủa vậy là cái nhà này là đất của người ta hả? Tại vì hồi xưa hồi trước đó là ông ngoại bà ngoại bệnh, cho nên là bán để mà lo cho ngoại bà ngoại, nhưng mà bây giờ người ta cần để mà người ta cắt nhà. Cho nên mình giao trả là. Vậy là ví dụ mà em ra sao là đất đó đất của mình hay đất của ai nữa? Dạ của cậu cha đỏ ở. Cậu mà nó đất nó cũng còn ít thôi. Thì hiện tại cái nhà trước cửa mẹ mà nhà là nhà của em, nhưng mà đất là đất của người ta. Nhà em đất của người ta ha, cái dạng ở đỡ ha. Dạ. Rồi chừng nào em mới ba mẹ mới ôm mẹ mới về ra sao? Dạ khi nào xong người ta kêu mình là mình dọn, người ta sẽ cho mình 2 tháng bao lâu để mình chuẩn bị mình dọn. Cái này là đất quen hay là đất quen ha? Nếu mà dọn ra sao cứ vậy là cái công trình cũng hơi mình cắt lại cái nhà nhỏ, nhưng mà bây giờ cũng đang cần một số tiền để mà mình xây cất nhà cầu nhà tắm. Đúng rồi. Đây là ngôi nhà của bé Nhí nữa các bạn, thì rất là hy vọng của em thì cũ kỹ nha, xây đợi cái căn nhà đơn sơ ha. Cái hy vọng của em là hai mẹ con nhà tắm với lại nhà cầu thôi, chứ không có nhà ở thì nhỏ thôi cũng được, em không có mong nhà lớn. Nói chung mà mạnh thường cũng có xem cái video này, nếu mà có lòng hảo tâm thì có thể giúp đỡ em được phần nào hay phần đó, mình cũng xin rất là cảm ơn. Hiện tại bây giờ như là em ăn uống này sinh hoạt này kia là rất là bình thường ha. Dạ em bình thường, chỉ có cái làm múc đồ này kia là mẹ làm, mẹ đem ra cho em rồi em tự làm. Vậy là mình cứ nằm suốt gì luôn? Dạ nằm suốt 24 năm. 24 năm luôn. Chứ mà nằm vậy là cái lưng mình nó có bị ẩm hay là có dạ bị ấy gì không em? Rồi rất là bình thường ha, nó không có bị ngứa, nó không có dạ không, em cũng ha bình thường. Không mà đó là rất là da nó rất là tuyệt vời luôn ạ. Chứ theo nếu là mấy người khác á, người ta nằm vậy đó ở phía sau thấy cái nhức cơ bị người ta nằm người ta không có chuyển động được thì người ta mới bị, còn em bị dạng nổi hột hay bị ẩm lưng này dạ, kia đúng đó. Rồi, bị ẩm còn da hạch em nó vẫn bình thường. Nói chung gì cũng tốt ha, cũng được ha. Như cái cho anh hỏi cái chân của em đó là cái bạn chân đó, nó đòi đâu đâu đây em cứ hoạt động cho anh coi thử coi. Dạ nó bình thường. Nhưng mà nó nhỏ, nó có xương mà nó nhỏ. Xương nhỏ ha. Dạ. Nó cũng là lạng qua lạng lại cái chân ha, đòi đây em múa thử cái chân cho anh coi coi. Dạ. Ghê ghê rồi. Ông bạn chân rất là dễ thương luôn á. Nhỏ. Không bằng bằng chân đẹp chứ. Chân đẹp luôn. Em nhìn bé Nhí là biết giống cái gì không? Giống gì? Giống nàng tiên cá. Thấy không? Anh thấy không? Không, cái bàn chân rất là đẹp luôn. Tuy là nói chung là mình nghĩ là chân mình rất là phải nhỏ hơn, nhưng mà cái ngón chân của mình á
nó đều, nó rất là dễ thương. Rồi rồi, đưa đưa cái chân lên cho anh coi coi. À, đây này cả nhà. Nói chung tuy là bé vậy nhưng mà chân rất là đẹp luôn. Em nói thì sớm là cái thân hình em là cái chiều cao được bao nhiêu? 8 tấc. À, trọng lượng em được bao nhiêu ký? Dạ, trọng lượng em chắc 23 ký đổ lại à. Vậy ha. Không có lên nữa. Vậy là có căng rồi ha. Không có căng, mẹ nấu gì thôi, chứ lâu rồi không có căng. À, cũng thôi ha. Chắc cũng mẹ đón hả? Mẹ đón. Đón mẹ rồi ha. Mẹ ẩm hàng ngày. À, mẹ ẩm hả? Mẹ ẩm đi tắm hay sao? Dạ, em đi tắm, đúng rồi. Ừ. Tắm ha. Ví dụ một ngày mình tắm mấy lần em? Hai lần luôn. À. Tắm thường thường, tắm cử sáng, cử chiều hay gì? Dạ, đúng rồi. Không có tắm tối. Tắm tối ha. Sáng giờ ăn cơm chưa? Chưa. Đói không? Không, ăn sáng rồi. Ăn sáng, sáng mà ăn gì? Ăn nuôi. Nuôi hả? Nuôi hả? Ồ, ngon dữ ta. Anh tới giờ anh chưa được ăn nữa nè. Thôi nói mẹ em về, mẹ em nấu cơm cho anh ăn. À, thiệt không nha? Nãy cô có nói mà đi mua xe xong. Mẹ nói, mẹ nói với em, mới nói là để mẹ đi về rồi mẹ tắm cho con. Vậy ha? Yeah. Bình thường là tắm nãy giờ rồi, tại vì nãy giờ mình bận quay. À, có mấy anh đúng không? Mấy anh đến mấy anh làm phiền không? Dạ không, vui. Ừ, thấy em cười vui, cười tươi quá nè. Thì có dịp thì tụi anh đến đây chia sẻ cho em, cũng như là tâm sự đây, cho nên vui vẻ chơi. Em không có nghĩ là khi mà cái video của em đăng lên mà được mọi người biết đến em nhiều, chia sẻ nhiều, mà mọi người thương em rất nhiều, hình như bình luận toàn là khen em. Không, bình luận tích cực lắm chứ. Chúc em sức khỏe thôi. Ừ, giống như hồi nãy đúng không, cái clip mà anh đưa em coi đó, là có một cái anh đó là bình luận là nói là bé là rất là dễ thương, chúc em nhiều sức khỏe. À, chúc em là luôn yêu đời. Dạ, thấy không? Đúng rồi, có rất là nhiều cái mạnh thường quân và dưới những cái bạn mà rất là yêu mến em lắm á. Em cũng có chia sẻ rồi, mấy anh chị của em cũng có vô con. Sáng giờ là em có like video không? Dạ chưa. Bình thường em like cũng trễ. À, thì anh cũng sẵn đây anh hỏi là cái nick Bigo em là sao, nên là gì để em có thể nói là để cho các bạn ở trên cộng đồng mạng này có thể vô Bigo của em và ủng hộ em nhiều hơn. N131097. N13 là chữ cái đầu chữ N đó. À, thì đâu em đọc kỹ ra coi. N131097. À, vậy là cái nick Bigo của bé Nhí là N131097. Thì mọi người trên mạng cộng đồng mạng nè có xem được cái clip này và nhớ vào có chơi Biro á thì nhớ vô ủng hộ cho bé Nhí nha. Vô nghe bé Nhí hát, bé Nhí hát rất là hay. Thì thôi sẵn cái dịp đây này em thử hát một cái đoạn nhỏ nhỏ đi để cho mọi người thấy hay không thì mọi người sẽ vô Biro ủng hộ. Đúng rồi. Mình chỉ hát ở ngoài thôi. Ừ. Cầm cái máy luôn. Ừ, đúng không? Em like hay em hát trên máy riêng. Đúng không? Rồi. Rồi, rồi làm một bản coi. Hát một đoạn hả? Ờ, một đoạn khoảng nửa bài hát đi. Rồi, rồi, hát. Hát một đoạn, hát bài gì ta? Bài gì mà em thấy em thích nhất đi. Quay cái mình trong cái thời gian chờ đợi của anh. Ừ. Rồi, em cứ nghĩ đi, suy nghĩ đi. Tụi anh đợi được mà. Để kiếm coi thuộc bài nào cái hả? Rồi, bé Nhí bắt đầu hát nha các bạn. Em hát tặng cả nhà một đoạn bài gánh mẹ nha. Rồi, ok. Cho con gánh mẹ một lần, cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Cho con gánh mẹ đậu non, cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh ơi, cho con gánh lời, những lời mẹ ru đừng đời. Sương gió mịt mù vì con hạnh phúc chẳng từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm rồng những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cỏ lặn lội sớm mai vai gầy. Mẹ già là sắp xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gây sao. Mẹ ơi sông biết rác rào, con sao gây hết
con là một đời bông hồng cài áo đúng nơi đâu bằng bông hiu phía trời bao la cho con gánh lại mẹ già đầy sau người gánh chính là con. Wow, quá hay rồi, hay luôn, quá hay rồi bé Nhí ơi. Cảm ơn bé Nhí rất nhiều ha.